cao và lớn lên trong một gia đình làm nông rất lâu đời. Mặc dù gia đình mình không có ai theo bên nghệ thuật, nhưng với sự dạy dỗ của ba mẹ về lối sống, tình cảm và tư tưởng, điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến phong cách âm nhạc của mình. Trong đêm gala đầu tiên, mình sẽ chọn một bài hát mang phong cách mạnh mẽ để cho mọi người thấy được một Giang Suy mới mẻ hơn. Mình đã chọn bài hát này bởi vì giai điệu và ca từ của nó nói lên phong cách âm nhạc mà mình yêu thích. Em phải cuốn, cái chữ cay em phải cuốn. Đang đang cay. Được luyện tập và gặp gỡ chị Uyên Linh với anh Quốc Kim, đó là một điều thực sự rất là bổ ích. Mình đã được học hỏi rất là nhiều điều qua cách thể hiện cảm xúc của bài hát. Tôi thấy rằng Giang Suy là một cái người mà có một cái cách hát rất là say mê, và cái giọng hát của bạn thì Thiên rất là thích, rất là tình cảm. Cái điểm đáng quý nhất mà theo Linh nghĩ ở Giang Suy đó là cái sự đơn giản và mộc mạc. Cũng hy vọng là cho dù có thế nào đi chăng nữa, có đi sâu nữa, thì Giang Suy vẫn giữ được cái sự đơn giản này, sự mộc mạc này. Chân của em bất dụng đi thì em đến gần với khán giả hơn và em có cá tính âm nhạc nhiều hơn. Cái đấy cũng là một cái tôi nghĩ là cứ tự tin làm mà không cũng nếu mà mất chân, mất dần chân đi cũng đừng tiếc. Và tôi nghĩ là hôm nay thì em đã làm được cái điều đấy. Em tiến gần tới với khán giả hơn, tiến gần tới sân khấu chuyên nghiệp nhiều hơn. Em thì lại thấy là chắc là bạn chưa mất gì cả. Lần trước thì chị hơi buồn một chút về việc em chọn lựa ca khúc không phù hợp với giọng. Nhưng mà lần này em đã chọn một ca khúc nha, nhẹ nhàng cũng có, sôi động cũng có, lên giọng giả thanh cũng có, mà nhẹ nhàng xuống bỏ nhỏ rất tuyệt vời. Em thật là tuyệt vời. Và cái điều quan trọng hơn là chị thấy được cái sự chân thành của em trong cái cách biểu diễn của mình. Em rất là hồn nhiên vô tư và chính khán giả có thể yêu thích em vì điều đó. Chính vì vậy mà mọi người mới bình chọn cho em rất là nhiều. Chị hy vọng em sẽ được tiếp tục vào vòng trong. Tôi thì tôi nghĩ là sẽ sắp có một cái mất rất là lớn đây. Khán giả sẽ mất tiền nhắn tin rất là nhiều đây. Tôi cũng thấy rằng tôi phải cảm ơn anh Quốc Trung, chị Mỹ Tâm đã đưa em vào vòng audition. Hôm đó chắc tôi bị điếc hay sao mà tôi lại từ chối em. Và tôi cũng rất là cảm ơn khán giả đã đưa em vào tới đây. Và tôi sẽ nhận lỗi của mình. Em cảm ơn anh chị. Xem Trey Yesui.
Guess I thought of Yachiru. Nói thật là có nói thêm cái gì nữa Huy Khánh cũng không hiểu và cũng không biết trả lời đâu. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua Huy Khánh nghĩ là Yasui đi với idol thì rất là nhớ tiếng dân tộc Churu của mình, cho nên là cố gắng nói chút xíu cho Yasui đỡ nhớ thôi mà. Thì không biết trong thời gian vừa rồi thì Yasui nhớ cái gì nhiều nhất? Dạ em thưa anh Huy Khánh là trong thời gian vừa qua thì em rất là nhớ buôn làng của mình. À, nhớ rừng Tây Nguyên nữa. Wow. Vậy bây giờ bạn có thể làm một cái hành động gì để mình thấy mình nhớ nhiều được không? Cảm ơn Yasui. 30 là mã số bình chọn của Yasui. Quý vị khán giả hãy soạn tin nhắn 10 gửi về tổng đài 6358 để bình chọn cho chàng trai dân tộc Churu.